Xin chào các bạn, và Sơn PS đã quay trở lại với các bạn ở đây. Thực sự lúc này tôi vô cùng hào hứng để chia sẻ với các bạn về cái hành trình mà sắp tới tôi đang chuẩn bị triển khai với nó. Đó là hành trình làm thế nào đó từ zero, bắt đầu từ con số 0 tròn chính mà có thể kiếm được thu nhập là 1.000 đô la một ngày. Và bạn không nghe nhầm đâu, từ zero để mình có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập một ngày ở trên Internet. Và trong thời gian gần tới nhất đó có thể là vào tháng 6 năm 2019 này, thì tôi sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình này. Nó sẽ phù hợp cho ai? Nếu như bạn là người mới bắt đầu về lĩnh vực kiếm tiền trên Internet, nếu như bạn đang tìm hiểu về Make Money Online, MMO, nếu như bạn đang bắt đầu tìm hiểu về Affiliate Marketing và không biết bắt đầu từ đâu, hay là bạn đang muốn học về Clickbank và muốn tạo được những nguồn thu nhập đầu tiên với nó, hay là bạn đó là người mà bạn vẫn chưa có được cái nguồn thu nhập nào hết và bạn đang muốn bắt đầu để mình học với kinh doanh ở trên này. Và bạn đó có thể là một người bạn không thích về bán hàng, không thích phải đi gặp người lạ, không phải thích có phải là live stream, phải là hiện mặt trực tiếp lên, thì cái này nó khá là phù hợp với bạn đó. Và bạn đừng giỡn nha, bởi vì cái này có thể tạo được những nguồn thu nhập rất lớn, 1.000 đô la thu nhập một ngày các bạn, và trên 20 triệu một ngày đó các bạn. Và đây chính xác là những cái điều mà hoàn toàn có thực. Thì tôi sẽ làm được một cái chuỗi hành trình bắt đầu từ con số 0, tức là tôi sẽ bắt đầu từ con số 0 để tôi có thể tạo được 1.000 đô la một ngày ở trên Internet. Và cái chuỗi hành trình này thì không phải là một ngày, hai ngày có thể làm được điều đó. Tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn, đâu đó có thể là 30 ngày, 60 ngày, thậm chí là 100 ngày để làm được cái hành trình này. Và cứ mỗi tuần như vậy thì tôi sẽ update lên khoảng một video mới, một cho tới hai tuần. Và lúc đó tôi sẽ báo cáo lại về cái tuần vừa qua tôi đã làm được gì, cái điều nào thành công, điều nào tôi chưa thành công, hay là cái dự kiến cái tuần tới, cái kế hoạch của tôi sẽ làm điều gì cho cái kênh của tôi để tôi có thể tạo được 1.000 đô la thu nhập một ngày không. Và tôi hy vọng được rằng đó là cái hành trình này sẽ có được nhiều người sẽ đi cùng với tôi không, và tôi sẽ giúp được cho nhiều người khác. Và thực sự trước đây vào năm 2016, 2017 cũng vậy, khi mà tôi bắt đầu tôi làm để kiếm được tiền từ 500 đô tới 1.000 đô la một tháng. Ở thời điểm lúc đó tôi mới bắt đầu tôi học tập thôi, và tôi không biết cách làm nào hết, tôi cũng loay hoay với nó. Sau đó thì tôi làm được và tôi chỉ nó trên Internet thì rất là nhiều người làm theo, và thậm chí là bây giờ họ vẫn còn đang làm cái điều đó, và họ còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi thời điểm hiện tại bây giờ, được chưa nào. Thì đây chính xác là những cái điều tôi rất tâm huyết và tôi muốn chia sẻ nó cho miễn phí cho bạn không. Thì bạn có thể ủng hộ tôi bằng cái cách mà comment phía bên dưới là ủng hộ Sơn, đúng không nào, để tôi sẽ cùng đi với bạn trong thời gian tới được. Và sẽ là step by step, từng bước một, có thể là trực tiếp trên máy tính của tôi để bạn có thể làm theo những cái điều đó. Và tôi sẽ show cho các bạn cái tài khoản, và cái này rất là minh bạch, tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà tôi đang làm để làm sao, thì bạn có thực sự mong muốn điều này không nào. Và bên ngoài kia cái điều này bạn phải trả ra hàng nghìn đô la để bạn có thể học được nó, mấy chục triệu để bạn học được nó, nhưng chưa chắc rằng bạn nó có kết quả với nó đâu. Thì ở đây tôi chia sẻ với các bạn ở trên kênh YouTube là Sơn PS, và liên tục như vậy, và đây là cái chuỗi hành trình để chúng ta có thể biết, để chúng ta bắt đầu với nó ra làm sao. Và bạn sẽ nhìn thấy được trong năm 2019 này thì tôi sẽ tạo được cái đột phá rất là lớn, và tôi sẽ giúp được cho nhiều người tạo được sự đột phá này. Và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ cùng đồng hành với tôi. Và cái đường link ở bên dưới đoạn mô tả thì tôi có để lại cái bộ video để cho bạn có thể bắt đầu với nó một cách cơ bản nhất, với Clickbank để làm sao để chúng ta có thể tạo được tài khoản, tìm được sản phẩm, hay là chúng ta chạy quảng cáo với nó không. Thì chúng ta phải biết được cái cơ bản đó trước để chúng ta bắt đầu nó dễ dàng hơn với cái hành trình từ con số 0 này để tạo được 1.000 đô la thu nhập một ngày. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau. Hãy comment phía bên dưới đó là tôi đồng hành cùng với cả Sơn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Hãy bấm một nút đăng ký, subscribe kênh YouTube, hoặc bấm một nút có chuông á, thì tôi sẽ gửi video miễn phí cho bạn mỗi ngày. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye bye.